Chào mọi người, video này là ý tưởng của một bạn đã bảo mình làm, đó là tổng hợp tất cả các Easter egg trong Granny. Giờ thì, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Easter egg đầu tiên mình muốn nói đó là các dòng chữ được khắc lên bàn và được viết lên ngăn tủ bằng máu. Những chữ viết này không rõ là của ai, nhưng có lẽ người viết muốn nhắc nhở người chơi phải mau thoát khỏi ngôi nhà này. Chữ hép được ghi trên nhà kho ngoài vườn bằng máu có lẽ là Easter egg thú vị nhất. Khi nhà phát hành cho nó vào một cách rất âm thầm để người chơi tự khám phá, gây nên sự bí ẩn không hề nhẹ. Chữ hép này có lẽ là của một thanh niên xấu số nào đó, đang rất tuyệt vọng và sợ hãi. Và mình nghĩ thanh niên này đã bị chảy máu rất nhiều nên mới có đủ máu để viết chữ hép to như vậy. Tiếp theo là bộ xương trong tầng hầm nước. Đó có lẽ là một nạn nhân nào đó. Mình đoán anh ta đã bị chết do đói. Không thể nào do bà Granny giết được. Bằng chứng là thanh niên này đã tự nhốt mình trong căn phòng này và người ở ngoài không thể mở. Tiếp theo là con gấu bông, đơn giản triệu hồi ra Slenderina và cho ta thêm một cái kết ẩn của game. Mình cho rằng đó là kết đẹp nhất trong game, giúp bà Granny và Slenderina đoàn tụ với nhau. And his name is John C. Cuối cùng cho chapter 1 là mảnh giấy. Mảnh giấy là của một nạn nhân bị Granny bắt giữ. Đây là ngày cuối cùng của anh ta và anh đang rất tuyệt vọng vì không biết cách để thoát khỏi ngôi nhà này. Có lẽ anh ta biết mình sẽ không thoát được nên đã viết bức thư đoạt mệnh này chăng? Trong phần 2, cái đầu tiên là hoạt ảnh ông ngoại ngủ. Cái này giúp ta có cơ hội lấy được chiếc chìa khóa mà không cần súng. Qua Easter egg này, mình nhận ra hai ông bà cũng phải ngủ như người bình thường. Hành động ông ngoại xem camera, đấy là cái gây bất lợi cho người chơi. Việc để bị nhìn thấy thì cả hai ông bà sẽ lập tức đến cùng lúc và hấp diêm bạn. Hành động ông ngoại nhảy khá là hài hước. Easter egg này cho thấy ông ngoại là người yêu âm nhạc và thích nhảy. Đồng thời bài hát ông ngoại nhảy là do một YouTuber sáng tạo ra để tri ân Granny và được nhà sản xuất cho luôn vô game như một lời cảm ơn vậy. Bà Granny với hành động cho con mặt lờ kia ăn, cho thấy bà Granny rất quan tâm con mặt lờ này, đồng thời qua Easter egg này ta biết được Granny miễn nhiễm với con pet bạch tuộc. Easter egg này cho thấy bà Granny là dân chuyên về piano, bà đánh ra những tiếng nhạc rất là hay và hấp dẫn. Bà Granny còn có thú vui thích nghịch nước nóng nữa. Thật là đáng yêu đúng không mọi người? Cái cuối cùng cho phần 2 là một Easter egg về xác của một thằng ma cà rồng mà mình éo biết và mình cũng éo quan tâm. Có lẽ thanh niên này đã bị hai ông bà giết và cất xác ở đây. Sang phần 3 có ít Easter egg hơn. Cái thứ nhất là hành động ông ngoại xem camera. Cái này nó chả giúp cái gì cả. Mình cũng chả biết nó có tác dụng mẹ gì không.
tiếp là bộ xương. Đây có lẽ là nạn nhân bị hai ông bà giết nhốt đây mà. Có lẽ anh ta đã không được may mắn như nhân vật chính chăng? Cuối cùng của phần 3 là hành động ông ngoại ngủ. Cái này nó giúp ta lấy được shotgun mà không cần súng. Easter này cho thấy ông ngoại là người rất thích ngủ. Sang The Twin, ta có hành động bốp uống nước, nếu ta cho thuốc độc vào, nó sẽ giúp ta hạ gục được thằng mập địch này. Ngon quá, ngon lắm mới được ăn, trời buổi là chất lượng luôn á. Tiếp là hành động bác đi vệ sinh, cái này nó không giúp ta được gì, chỉ đơn giản cho vui. Qua Easter Egg này ta biết được hai anh em này là con người chứ không phải là xác sống như hai ông bà. Chết mẹ mày rồi con. Cuối cùng cho video hôm nay là Easter Egg cho thấy hai anh em này là một fan cuồng của Granny. Có lẽ đây là lý do bà Granny được họ mời đến chơi chăng?